Dạ mời cậu dùng cơm. Sao vậy? Cậu sợ hả? Cậu cứ yên tâm mà ăn đi. Đâu có gì đâu mà sợ. Vậy sao? Làm sao tôi biết được cô không có hại tôi lần nữa? Hả? Cậu khéo lo. Nếu như em thật sự muốn hại cậu thì em đâu cần hao công tổn sức cho cậu cai nghiện để làm gì. Vô. Vô quậy đâu? Ra đây. Dạ. Cậu gọi. Vô mau ngồi xuống đây ăn cơm chung với tôi. Vô ngồi xuống đi. Sao được cậu? Như vậy là không có phải phép. Không phép tắc gì hết á. Vô ngồi xuống đây ăn cơm chung với tôi. Cậu có vô ăn thì tôi mới ăn. Cậu đừng có làm vậy. Thôi bây giờ cậu ăn cơm đi. Vú sẽ đứng hầu cơm cậu. Tôi nói vú ngồi xuống đây. Nghe lời tôi. Ngồi xuống đây ăn cơm chung với tôi. Kể từ ngày hôm nay nè. Có vú thì tôi mới ăn. Vú cứ nghe lời cậu. Kể từ hôm nay vú dùng cơm chung với vợ chồng con nha. Bây giờ vú với cậu thân thiết lắm rồi. Có vú thì cậu mới yên lòng. Tôi bới cơm cho vú ăn nè.